Dạ vâng em Tùng à, xin chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy vệnh vít của hãng Đồ Anh. Máy này 20V, động cơ không chỗ tham relax. Nó là rất gọn nhẹ và nó 20V. Đầu kẹp của nó là 6 ly 35, tốc độ của nó là từ 0 đến 2.800 vòng trên phút và motor không chổi than. Máy này sản xuất năm 2021, Rootless, và có ba cái đèn ở phía trước đỡ cho sáng, đỡ cho anh em, và lực của nó cũng khá cao, 190 newton, 190 newton đủ đỡ cho những anh em mở ốc xe máy trước. Ốc xe máy mở được luôn nha anh em, xe máy 19. Vâng, và nó đi kèm với một cái móc treo và phiếu bảo hành. Bảo hành cái máy này bảo hành 3 năm, kèm với hai cục pin 20V và một cục sạc từ 12V đến 20V và sạc điện 110 20V luôn. Rồi cả một combo này, hai máy hai pin, hai pin một máy một sạc, thì giá của nó là 3,1 triệu. Pin này pin từ Mỹ về, nó sản xuất tại Malaysia. Vâng, và em test cho anh em. Những anh em nào mua thân máy thì giá 1,6 triệu, 1,6 triệu nha anh em. Rồi mình test cho anh em xem. Này dòng 20V thắng rất đã nha anh em. Vâng, và giá 1,6 triệu thân máy và cả một combo, hai pin một sạc một máy, giá của nó là 3,1 triệu. Những anh em ở xa thì lấy nguyên bộ thì cọc cho mình 100, mình sẽ chuyển tới nhà kiểm tra hàng, xem hàng và thanh toán tiếp. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.